Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lai Vung, Đồng Tháp cho biết, các lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai do mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây ra. Theo đó, vào ngày 11 tháng 7, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm tốc mái nhiều căn nhà của người dân trên địa bàn xã Phong Hòa, huyện Lai Vung. Vụ việc khiến 17 căn nhà tốc mái, hai trụ điện bị gãy, một số cây ăn trái của người dân gãy đổ. Đặc biệt, lốc xoáy đi qua đã cuốn bay nhiều tấm tôn văng ra quốc lộ 54 rồi vướng vào dây điện gây nổ bình điện. Vụ việc làm mất điện cục bộ, gây ùn tắc giao thông tạm thời. Với địa hình vùng cao nhiều sông suối, từ lâu hệ thống cầu treo đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, nhiều cầu treo dân sinh đã bộc lộ hạn chế, gây mất an toàn trong quá trình di chuyển. Đây là cầu treo trên địa bàn thôn Làng Tòng bị hư hỏng nặng sau trận dông lốc xảy ra vào đêm mùng 5 tháng 5 vừa qua. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã rào chắn và tạm thời dừng toàn bộ việc lưu thông qua cầu treo này. Bây giờ thì là người dân có cái tuyến đường vòng xa, nếu mà thực ra là đi vào xa, đi vào chỗ trung tâm huyện ấy, thì nó xa hơn cách khoảng 2 cây. Hai nữa là cái tuyến đường đang thi công nên là mới ấy, nên là nó khó đi. Hầu hết hệ thống cầu treo ở vùng cao Lào Cai đã được xây dựng cách đây hàng chục năm về trước. Qua quá trình sử dụng khiến cầu treo xuống cấp hư hỏng nhưng lại chưa được khắc phục kịp thời. Điều này khiến người dân không khỏi bất an mỗi khi di chuyển qua các cầu treo này. Sắt trước gì nó cũng dỉ rồi, đi lại nó cũng rất là rung. Mình đi cầu nó lại hẹp, mình có chở một tí vật liệu gì, ví dụ cây củi thì nó không được đi, nó không được đảm bảo an toàn. Thực tế cho thấy tại một số khu vực cầu treo có địa hình phức tạp nhưng không lắp biển cảnh báo, không có hệ thống rào chắn an toàn đã dẫn đến các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Đứa cháu thì cũng đi đón cháu đi học mầm non về thì qua đây thì phi thẳng xuống đây. Gọi là nước hồi đấy thì vẫn to, bà con thì cũng gọi là ra đây để tìm cứu hộ nạn nhân thì cuối cùng là cũng tìm thấy ở dưới này. Thì mang lên coi như là nó như không qua khỏi, thì còn đứa bé thì vẫn phải mang đi bệnh viện. Tỉnh Lào Cai hiện có 33 cầu treo cần được sửa chữa xây dựng mới. Ngoài yếu tố kỹ thuật thì kết cấu các cây cầu nhỏ hẹp chỉ chịu được trọng tải thấp cũng không đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân. Mong muốn của xã là có thể là xây dựng cầu bê tông, nhất là để thuận lợi cho các phương tiện đi lại, vì cầu treo là chủ yếu là người đi bộ và xe máy thôi, còn ô tô với này kinh doanh buôn bán hàng hóa thì gặp rất nhiều khó khăn. Hàng loạt cây cầu treo vùng cao đang phải gồng mình kéo dài tuổi thọ để phục vụ dân sinh. Tuy nhiên, nếu thực trạng này vẫn cứ tiếp diễn, thì nguy cơ các vụ tai nạn cầu treo là không thể tránh khỏi. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ra quyết định thi hành kỷ luật cắt tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa vì vi phạm quy định Đảng, pháp luật nhà nước về quản lý đất đai gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, từ phản ánh của truyền hình Quốc hội Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 cán bộ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại huyện Hướng Hóa. Từ năm 2019 đến năm 2021, các đối tượng trên đã thực hiện thẩm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật về đất đai, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 7 tỷ đồng. Ông Lê Quang Thuận là người ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất trái phép quy định này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về tọa độ ranh giới 37 dự án đầu tư đang tạm ngưng triển khai nhiều hạng mục do vướng quy hoạch bauxit. Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện nay có nhiều dự án đầu tư công, công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các khu dân cư, mỏ vật liệu xây dựng thông thường nằm trong vùng quy hoạch bauxit đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 866 về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều dự án thuộc công trình trọng điểm của địa phương, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đều phải ngưng triển khai do vướng quy hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đơn vị chức năng liên quan tháo gỡ, hỗ trợ, hướng dẫn tỉnh đảm bảo quá trình triển khai đúng các quy định. Chỉ đạo Cục Địa chất Việt Nam sớm xác định tài nguyên, trữ lượng bauxit đã được đánh giá thăm dò trong phạm vi các dự án, làm cơ sở để tỉnh Đắk Nông kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai các dự án.